Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Mỗi ngày một sản phẩm của siêu thị điện máy HC. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm máy tính bảng mới ra mắt của Samsung, đó là Samsung Galaxy Tab A7. Đầu tiên chúng ta sẽ đập hộp sản phẩm này xem bên trong có những gì nhé. Đây là sản phẩm Samsung Galaxy Tab A7 màu đồng. Các bạn có thể nhìn thấy màn hình máy rất là rộng, màu đồng cũng rất là sang trọng và đẹp nữa. Và giờ chúng ta sẽ mở máy lên nhé. Sản phẩm Samsung Galaxy Tab A7 được trang bị độ màn hình rộng lên đến 10.4 inch, là một cái độ rộng màn hình lớn nhất trong những sản phẩm cùng phân khúc. Ngoài ra sản phẩm này còn được tích hợp trang bị 4 loa với công nghệ loa Dolby Atmos, giúp các bạn sẽ có một cái chất lượng âm thanh chân thực và sống động. Samsung Galaxy Tab A7 còn được trang bị camera sau lên đến 8 chấm. Rất là sắc nét đúng không ạ? Ngoài ra, Samsung Galaxy Tab A7 được trang bị con chip Snapdragon 662 với tiến trình là 11 nanomet. RAM là 3GB và bộ nhớ trong 64GB. Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 512GB, giúp các bạn có một kho lưu trữ cực kỳ thoải mái. Và khi các bạn sử dụng các tính năng ứng dụng ở trên máy rất là mượt mà. Máy được thiết kế cao cấp thời thượng với viền kim loại nguyên khối, đem lại sự sang trọng, cân đối và tinh tế, bền bỉ. Máy có độ mỏng là 7mm, dễ dàng thao tác, cầm nắm. Và các bạn có thể mang đi bất kỳ đâu mà không sợ mỏi tay hay nặng gì cả. Ngoài ra thì Samsung Galaxy Tab A7 còn có thêm bộ ứng dụng đặc quyền hữu ích, đó là chế độ Samsung Kids, không gian an toàn cho bé thỏa sức sáng tạo phát triển tư duy. Vâng, trên đây là mình đã giới thiệu với các bạn một sản phẩm Galaxy Tab A7. Mọi chi tiết sản phẩm các bạn có thể liên hệ với số điện thoại bên dưới màn hình, hoặc có thể đến ngay siêu thị của máy HC để được trải nghiệm và tư vấn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.